thằng này tính ra không nhìn anh đang đi đường à? Bỏ cái này ra vững xe của anh nhanh lên đúng không? Ôi vâng. Ôi may đấy, không xe là sốt hết đấy, nhưng anh vẫn lái được nhờ. Như vậy là một thanh niên đang chở một cái không biết là cái gì, một cái gậy hay là một cái ống nhựa dài đến cả chục mét đấy, đi long thẳng ở giữa đường luôn à. Đấy, đường này của anh nhờ, tất cả phải dẹp ra. Nào anh sẽ làm gì tiếp theo đây? Và rất thông minh. Người thông minh thì thường có những lối đi riêng, những cách xử lý có thể nói là không ai có thể nghĩ ra được. Vẫn đi được luôn, tôi chịu. Thông minh, thật là thông minh. Người thông minh tới mức độ này sống không lâu đâu. Ha 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 ha